vậy thôi, còn gì nữa đâu. Hey. Mà cái hình nha, cái đường vàng nha, còn cái đường, trái là phải trái, còn cái đường là mấy, cắt làm sao mà cái hình đừng cho nó, sao, sao, nó tượng trưng đó rồi, bên đây, bên đây, bên đây, để đi bánh vô. Hôm nay các anh em lên chơi cũng như con em này mà tôi mời đến đây đó là một cái điểm trường hạnh diện của tôi như thế này dạy video để lời cảm ơn các anh chị về mặt đây nha. Cái xe ông cho hay ra tưởng đâu chúng nó lấy cái xe mà rượu rồi hôm nay hết là chết. Trời ơi, whisky champagne rồi trong đó. Dạ bây giờ Cường xin có lời và dạ, xin thưa với quý vị và các bạn, thứ nhất là bà bầu tôi đây nha. Tất cả quý vị các chiến hữu và các nghiệp hữu. Hôm nay là ngày vui của Cường với Dung.
hai vợ chồng Cường rất là hãnh diện và sung sướng được sự có mặt của ông bà bầu và các quý vị bạn hữu. Thân hữu đây thứ nhất là chị Năm nha. Chị lo ăn uống dữ lắm mà vợ em nó mê chị lắm. Không biết chị Vũ làm sao đó. Mà nói gì nó mê kể chị Vũ đâu khai hết trơn. Khai hết trơn rồi. Ở nhà làm gì khai hết trơn rồi. Có bà Hương, bà Cẩm Hương, chú Lâm Phương, kể đây. Bà Chi, chị Ba, hai vợ chồng Thanh Mai. Thứ nhất là từ thọ. Thọ êm nha. Dạ thọ này kêu là thọ êm á. Thọ êm mà bữa nay bà xã có bầu bụng bự quá mà tới đây là tay hàng cố gắng. Em đang phải buộc lòng để nhà. Bà còn xin cà phê đó chứ. Còn mà cà phê chờ, trời đất là tội nghiệp hết sức. Còn cà phê trôn chờ. Tôi xin thành thật có lời cảm ơn quý bạn. Chúc quý bạn hôm nay buổi ăn ngon để chia vui với hai vợ chồng Cường. Thành thật cảm ơn các bạn. Lạc quan đây, xin quan đây. Cái bà này tôi uống được trong cung nè. Tôi cung mà tôi cung lắm. Trời ơi thiệt là cung nha. Cười gì mũ. Bây giờ tôi xin đại diện cho tất cả anh chị các bạn này nha. Trong những ngày mà tụi tôi đi qua Mỹ để mà mời anh Cường hát qua đây hát đó, thì ở chùa nhà Cường ta biết là mỗi buổi tối Cường chèo queo, nghĩa là nằm trên cái canapé và coi nghĩa là cái chương trình TV của Mỹ từ 24 tiếng cho tới mỗi hôm nghĩa là cái sự cô độc và cô đơn như vậy đó. Thì cái chuyện này Cường trở qua bên Pháp cái chuyện này với cái đám cưới đây và mang một cô dâu mang về Mỹ, hôm nay anh Cường sẽ không còn có cái chèo queo trên canapé mà sẽ có lòng sống nhau từ đây đợi. Dạ. Hiện đây các bạn này thì có cái sự hiện diện đặc biệt của chị Dung và anh Dũng đã cho mượn cái máy quay phim này để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời. Thì Cường xin thành thật cảm ơn anh chị đã dành cho Cường và vợ Cường một cái sự hiện diện đó. Dạ xin cảm ơn. Anh ơi. Dạ quay bên đó. Dạ rồi. Dạ, quay. Dạ thưa, em xin anh chuyển hướng qua anh đây chút được không? Rồi. Dạ. Cần qua mấy bàn này. Rồi dạ, rồi. Dạ. Chào chào. Kính thưa bà. Thôi cao chặt vui rồi. Thưa tổng thống Đà Ta và quý anh quý chị, các bạn. Và hôm nay là kỷ niệm ngày vui của Cường và Dung. Vợ chồng Cường rất hãnh diện và lấy làm sung sướng được sự hiện diện của quý chú bác, các quý tổng thống Đà Ta và các anh chị các bạn đến đây chia vui với vợ chồng Cường trong cái sự vui ngày hôm nay. Tôi không biết nói gì là chúng xin thành thật ghi nhận cái lòng biết ơn đó và chúng xin gửi và cảm ơn đến tất cả quý chú bác và các anh chị sẽ chúc cho anh chị một ngày vui vẻ và chia buồn với chị. Dạ, chúc mừng ông Tổng thống
anh chị học không? Là Chen, đồng thời như là Phương Thanh, hai vợ chồng Phương Thanh, Cúc Lưu và đặc biệt là Ân, Dương Hữu Ân có mặt trên bàn hôm nay. Hôm nay là ngày vui của Cường Mỹ Dung, hai vợ chồng Cường rất là sung sướng. Các chú đông, các chú bác, anh chị và các bạn, những chút bây giờ đến ngày vui, ngày nay là 25 tháng 12, tức là lễ Noel, chọn ngày này để làm cái tiệc cưới để mỗi năm nhân cái dịp đó thì nhớ lại kỷ niệm, và Cường sẽ không bao giờ có thể quên được cái kỷ niệm này và tình cảm các chú đông và các chú bác đã dành cho hai vợ chồng Cường. Xin chúc sức khỏe quý vị được tốt đẹp và vui ngon miệng buổi vui hôm nay của vợ chồng Cường. Hang đào, đi đâu mà dẫn hang đào.
Đây là vợ Cường kêu anh Dũng. Đây là chú. Đây là tông tông tata của vợ Cường. Của anh tôi biết Dũng thì ở bên Việt Nam thì coi như là anh em với nhau. Mà cái này qua đây thì kỳ quá, bây giờ không biết là ai kêu ai bằng tông tông, ai kêu ai bằng tata. Nhưng thôi để gọi là vợ Cường thì nó có cái phận của vợ Cường, nhưng mà Cường thì cũng có cái phận của Cường. Thì Cường xin thành thật trước hết riêng á, Cường cảm ơn Dũng và chị Dung đã hai người đã bỏ thì giờ bữa nay đóng cửa tiệm để tới đây để chung vui với vợ chồng Cường. Xin cảm ơn Măng đã có lòng để chọn giúp đỡ giấy tờ để cho tụi này sớm được về nghỉ. Cảm ơn anh Dũng và chị Dung đã cho mượn cái máy này đi ghi lại những hình ảnh đáng nhớ nhất trong đời Cường. Xin cảm ơn. Xây lại thẳng luôn rồi ra ngoài kia nói ha. Vợ tôi nó mê chị lắm chị Năm ơi. Ở nhà mà tôi làm gì lỡ nó kể chị chân trời. Dạ. Dạ. Bây giờ em ăn trước đi. Rung, dạ tôi rung. Chồng ơi, dạ thưa hồi nãy các bạn đây thì con đã dắt đến rồi. Dạ, hồi nãy đứng hướng Bắc bây giờ chuyển hướng Nam. Ở đây có đủ hình ảnh các người bạn và người thân. Hôm nay là ngày vui của Cường với Dung, hai vợ chồng Cường thật sự sướng và hạnh diện được sự có mặt của tất cả quý vị các bạn. Thứ nhất là những người trong hội thánh đã dành cho vợ chồng Cường sự lo lắng, thương yêu, đùm bọc và hướng dẫn nhau dưới chân Chúa để làm được cái gì mà phải kể là ông Tư bà Tư là hai người đã hết sức tích cực và hết sức yêu thương hai vợ chồng Cường trong mọi khó khăn. Ông Cường gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà ông Tư bà Tư đã đi bằng xã láng xã thân để mà sang trải và thế là đi bằng sang bằng tất cả. Ta này không chấp thì ta nói rồi.
ta ta này. Đặc biệt là cái bàn này hồi nãy Cường đứng hướng trên, giờ Cường đổi xuống hướng dưới, từ dưới nói lên trên. Dạ, thì hôm nay trong cái ngày vui của hai vợ chồng Cường Cường Duy Dung đây, được thân hạnh có mặt của Santa Sena, bà Tuyết Sĩ, anh chị Bảo Anh, anh chị Hiển đây. Dạ, thứ nhất là đặc biệt là ông bạn già lụm cụm của tôi đây, trời ơi thấy ông đi tôi rầu lắm. Ông bạn Vĩnh của tôi, ông Vĩnh coi nè, ở trên kia là gọi là gì, chỗ anh làm đó, chỗ anh vẽ đó anh Vĩnh, họa sĩ chỗ đó, nói tao cái khu đó nổi tiếng thế giới mà, cho nó mong mạc rồi hả, phải không chủ Sakiker đó. Dạ, người bạn này là người bạn lòng của Phương Hồng Quế, nữ ca sĩ Phương Hồng Quế ở Việt Nam. Hôm nay là qua đây qua Pháp thì gặp người bạn này, và đó là một người bạn tốt, cũng như tất cả các anh chị đây là những người bạn tốt. Cường xin thành thật cảm ơn sự có mặt của tất cả các anh chị đã dành cho Cường vừa có mặt rất là hiếm có, Cường sẽ nào quên cái buổi có mặt hôm nay. Cường xin thành thật có lời cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị ngon miệng, vui vui với hai vợ chồng Cường. Anh Hiển nói gì không? Sĩ nói. Ok, đừng nói lấy anh. Lưu lạc một nơi mụ chắc cái cùi chưa Cường thì lưu lạc mang tới bên Mỹ, xây mặt qua đây, xây mặt qua đây, anh xây qua đây, ngó qua máy, ngó máy tôi nói nè, ngó máy tôi tới ngày hôm nay thì lại dừng chân ở Pháp để làm cưới vợ. Ở đây cùng là anh em phía tự do, tôi muốn thay mặt cái bàn ở đây chúc vợ chồng được trăm năm hạnh phúc và có dịp làm lại một cái đám cưới thứ nhì ở tại Việt Nam. Đó là điều tất cả anh em chúng mình mong muốn. Có dịp, đó là cái dịp mà Cường nghĩ là Cường, không phải riêng Cường mà tất cả những người dân Việt Nam còn ở lại hay là mất nước ra đi, bỏ tất cả tài sản thân nhân để mà trốn chạy chế độ giả mang dưới sát vận động của cộng sản Việt Nam đó. Thì cái ngày đó, nếu mà có cái ngày đó, ngày trở lại thì có lẽ vợ chồng tụi Cường sẽ có làm lại một cái đám cưới nữa. Đám cưới nữa là của hai đứa tụi Cường làm lại ở trên caravan, hay là nếu có tiền làm caravan để kỷ niệm Sài Gòn mến yêu của chúng ta đáng nhớ, và nếu không thì là mình cũng làm ở một cái tỉ xá nào đó. Nghèo thì mình tính theo nghèo, mà giàu tính theo giàu, tùy theo cái lúc đó Cường có tiền hay không. Cường nhất định là nếu mà còn được trở lại Việt Nam thì sẽ làm lại cái đám cưới này để ra mắt bạn bè ở nhà. Cảm ơn tiến sĩ. Coi như bữa nay ông cho tụi tôi lên tiên kết luận là trong đó cháu tắt đèn cái trước đi, xích tới gần cho trong trong khi quay đó anh cứ chụp để coi đèn nó chói lại, anh chói ngược lại. Dạ, thưa quý vị và các bạn, thật sự thì hôm nay cái ngày 25 tháng 12 năm 1982 là cái ngày coi như là đám cưới của hai vợ chồng Cường với Dung, và cũng là kỷ niệm cái sinh nhật 21 tháng 12 năm 1936. Cường được 47 tuổi, thì anh Trọng đây là một chuyên viên về thu hình của đài truyền hình và các hãng tin ngoại quốc cũ của chúng ta ở Việt Nam, Sài Gòn thân yêu cũ. Nhân cái tiệc cưới tiệc vui hôm nay đó, thì anh Trọng có nhã ý đến đây để giúp một tay bấm máy và thu hình, ghi lại những hình ảnh đáng ghi nhớ trong đời mình. Anh Trọng là một chuyên viên thu hình mà Cường rất là thân và rất là quý mến. Cường xin thành thật có lời cảm ơn anh, và một lát nữa xin anh nâng ly với Cường để chia vui trong cái ngày vui của một chồng Cường. Xin thành thật cảm ơn anh. Dạ. 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 Dạ
Và người đang thu hình đó là Dũng. Dạ. Hồi xưa ở Sài Gòn là có cái tên là Dũng Long Biên á, tức là cái người mà đã làm cho Thanh Lan mê mệt ở Sài Gòn đó. Thanh Lan mà nữ ca sĩ Thanh Lan mà Thanh Lan rùi của mình á, chưa qua đi kịp, chưa qua đây chắc cũng lộn xộn lắm à, cũng vui lắm á. Cảm ơn anh Dũng, chị Dung. Dạ. Ça a à voir avec Goldorak. Oh, il a rien dit. Si, répète ce que tu as dit sur Actarus, allez. Papa, je suis pressé, oublie donc tout ce que j'ai dit. Lisa, je te somme de t'expliquer, reviens ici tout de suite. Oh. Retournement. Các chiến hữu và các chiến hữu, hôm nay là ngày vui của Cường với Dung.
hai vợ chồng Cường rất là hãnh diện và sung sướng được sự có mặt của ông bà bầu và các quý vị bạn hữu thân hữu. Đây thứ nhất là chị Năm nha, chị lo ăn uống mà dữ lắm mà vợ em nó mê chị lắm, không biết chị dụ làm sao đó, không nói gì nó mê kể chị khai hết trơn rồi, ở nhà làm gì khai hết trơn rồi. Có bà Hương, bà Cẩm Hương, chú Lâm Phương kể đây, bà Chi, chị Ba, hai vợ chồng Thân Mai. Thứ nhất là từ thọ. Thọ, thọ này kêu là thọ êm á. Thọ êm mà bữa nay bà xã có bầu bụng bự quá mà tới đây là tay hàng cố gắng. Thì em phải buộc lòng để nhà. Bà con xin cà phê đó chứ. Con là cà phê cho, trời đất ơi tội nghiệp hết sức. Con là cà phê cho chờ. Tôi xin thành thật có lời cảm ơn quý bạn. Chúc quý bạn hôm nay buổi ăn ngon để chia vui với hai vợ chồng Cường. Thành thật cảm ơn các bạn. Lạc quan đây, xin quan đây. Cần qua mấy bàn này. Rồi, rồi. Dạ, chào ông. Kính thưa bà. Thôi, các bạn chụp vui rồi. Thưa Tông 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 và quý anh, quý chị, quý bác, các bạn. Hôm nay là kỷ niệm ngày vui của Cường và Dung. Vợ chồng Cường rất hãnh diện và đến làm sung sướng. Được sự hiện diện của quý chú bác. Không cho sao mà các chị các bạn đến đây chia vui với vợ chồng Cường trong cái sự vui ngày hôm nay. Tôi không biết nói gì là tôi xin thành thật ghi nhận cái lòng biết ơn đó và tôi xin gửi và cảm ơn đến tất cả quý chú bác và các chị sẽ chúc cho các chị mời cùng đi chia vui với mình. Dạ, chúc mừng ông Tông, ông Tông,
anh chị học không? Và cha Chen, đồng thời như là Phương Thanh, hai vợ chồng Phương Thanh, Cục Lưu và đặc biệt là anh Ân, Chiến Hữu Ân có mặt trong bàn hôm nay. Hôm nay là ngày vui của Cường Mỹ Dung, hai vợ chồng Cường rất là sung sướng và rất là hạnh diện được sự có mặt của các chú Đông, các chú Bác, anh chị và các bạn. Những lúc bây giờ đến ngày vui, ngày nay là 25 tháng 12, tức là lễ Noel, mình chọn ngày này để làm cái tiệc cưới để mỗi năm nhân cái dịp đó thì nhớ lại kỷ niệm, và Cường sẽ không bao giờ có thể quên được cái kỷ niệm này và tình cảm các thông tông và các thứ bác đã dành cho hai vợ chồng Cường. Xin chúc sức khỏe của quý vị được tốt đẹp và vui ngon miệng trong buổi vui hôm nay của vợ chồng Cường. Đây là chú, đây là tông tông ta của vợ
chợ thường của anh tôi thì ở bên Việt Nam thì coi như là anh em với nhau, mà cái này qua đây thì kỳ quá, bây giờ không biết là ai kêu ai bằng song song, ai kêu ai bằng tên ta. Thôi để gọi là vợ Cường thì nó có cái phận của vợ Cường, nhưng mà Cường thì cũng có cái phận của Cường. Thì Cường xin thành thật trước hết riêng á, Cường cảm ơn Dũng và chị Dung đã hai người đã bỏ cái thì giờ bữa nay đóng cửa tiệm để tới đây để chung vui với vợ chồng Cường. Xin cảm ơn Măng đã có lòng giải trọn giúp đỡ giấy tờ để cho tụi này sớm được về nghỉ. Cảm ơn anh Dũng và chị Dung đã cho mượn cái máy này để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ nhất trong đời Cường. Xin cảm ơn. Coi xây lại đẳng luôn rồi ra ngoài kia nói ha. Nói đi. Để nói đại mà. Vợ tôi nó mê chị lắm chị Năm ơi. Ở nhà mà tôi làm gì lỡ nó kể chị chân trọ. Dạ. Dạ. Bây giờ em ăn trước đi. Rung, dạ tôi rung. Chồng ơi, dạ thưa hồi nãy các bạn đây thì em có đến rồi. Dạ, hồi nãy đứng hướng Bắc bây giờ chuyển hướng Nam để lấy cái đủ hình ảnh các người bạn và người thân. Thì hôm nay là ngày vui của Cường với Dung, hai vợ chồng Cường thật sự sướng và hạnh diện được sự có mặt của tất cả quý vị và các bạn. Thứ nhất là những người trong hội thánh và vợ chồng Cường lo lắng, thương yêu, đùm bọc và hướng dẫn nhau dưới chân Chúa để làm được cái nhiệm vụ. Mà phải kể là ông Tư và Tư là hai người đã hết sức tích cực và hết sức yêu thương hai vợ chồng Cường trong mọi khó khăn. Cường gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà ông Tư và Tư đã đi bằng xã láng xã thân để mà sang trang trải và thế là đi bằng sang bằng tất cả. Đặc biệt là
cái bàn này hồi nãy Cường đứng hướng trên, giờ Cường đổi xuống hướng dưới, từ dưới nói lên trên. Dạ, thì hôm nay trong những ngày vui của hai vợ chồng Cường, Cường với Dung đây, được thân hạnh có sự mặt của Santa Sela, bà Trúc Sĩ, anh chị Bảo Anh, chị Hiển này. Và thứ nhất là đặc biệt là ông bạn già lụm cụm của tôi đây, trời ơi thấy ông đi tôi rầu lắm. Ông bạn Vĩnh của tôi, ông Vĩnh coi nè, ở trên kia là gọi là gì, chỗ anh làm đó, chỗ anh vẽ đó anh Vĩnh, họa sĩ chỗ đó, nói sao cái khu đó nổi tiếng thế giới mà cho nó mong mạc rồi hả, phải không? Nhà chủ Sakai Cơ đó. Dạ, người bạn này là người bạn lòng của Phương Hồng Quế, nữ ca sĩ Phương Hồng Quế ở Việt Nam. Hôm nay là qua đây qua Pháp thì gặp người bạn này, và đó là một người bạn tốt, như tất cả các anh chị đây là những người bạn tốt. Cường xin thành thật cảm ơn sự có mặt của tất cả các anh chị đã dành cho Cường sự có mặt rất là hiếm có, cũng không thể nào quên cái buổi có mặt hôm nay. Cường xin thành thật có lời cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị ngon miệng, chia vui với hai bên là bình thường. Anh Hiển nói gì không? Sĩ nói. Ok, đứng lên lấy ảnh. Không bao giờ nào nữa. Đường thì lưu lạc ba tới bên Mỹ. Xây mặt qua đây, xây mặt qua đây, anh xây qua đây. Ngó qua máy, ngó máy tôi nói nè. Ngó máy tôi. Cho tới ngày hôm nay thì lại dừng chân ở Pháp để làm cưới vợ. Ở đây cùng là anh em phía tự do. Tôi muốn thay mặt cái bàn ở đây chúc vợ chồng được 100 năm hạnh phúc và có dịp làm lại một cái đám cưới thứ nhì ở tại Việt Nam. Đó là điều tất cả anh em của mình đều mong muốn. Để tiếp theo anh Tư Sĩ, thì nếu mà có dịp, đó là cái dịp mà Cường nghĩ là Cường, không phải riêng Cường mà tất cả những người dân Việt Nam còn ở lại hay là mất nước ra đi, bỏ tất cả tài sản thân nhân để mà trốn chạy chế độ giả mang díu sát vận động của cộng sản Việt Nam đó, thì cái ngày đó, nếu mà có cái ngày đó ngày trở lại, thì có lẽ vợ chồng tôi Cường sẽ có làm lại một cái đám cưới nữa, đám cưới nữa là của hai đứa tôi Cường làm lại ở trên caravan, hay là nếu mà có tiền làm caravan để kỷ niệm Sài Gòn mến yêu của chúng ta đáng nhớ, và nếu không thì là mình cũng làm ở một cái tẩy xá nào đó. Nghèo thì mình tính theo nghèo, mà giàu tính theo giàu, tùy theo cái lúc đó Cường có tiền hay không. Cường nhất định là nếu mà còn được trở lại Việt Nam thì sẽ làm lại cái đám cưới này để ra mắt bạn bè ở nhà. Cảm ơn anh tiến sĩ. Coi như bữa nay ông cho tụi tôi lên tiên kết luận là không có cháu tắt đèn cái trước tiên xích tới gần cho không, trong khi quay đó anh cứ chụp lại cái đèn nó chói lại à, nó chói ngược lại tắt đèn lên. Dạ, thưa quý vị và các bạn, thật sự thì hôm nay cái ngày 25 tháng 12 năm 1982 là cái ngày coi như là đám cưới của hai vợ chồng Cường với Dung, và cũng là kỷ niệm cái sinh nhật 21 tháng 12 năm 1936. Cường được 47 tuổi, thì anh Trọng đây là một chuyên viên về thu hình của đài truyền hình và các hãng tin ngoại quốc cũ của chúng ta ở Việt Nam, Sài Gòn thân yêu cũ. Nhân cái tiệc cưới từ vui hôm nay đó, thì anh Trọng có nhà ý đến đây để giúp một tay bấm máy và thu hình, ghi lại những hình ảnh đáng ghi nhớ trong đời mình. Anh Trọng là một chuyên viên thu hình mà Cường rất là thân và rất là quý mến. Cường xin thành thật có lời cảm ơn anh, và một lát nữa xin anh nâng ly với Cường để chia vui trong ngày vui của con vợ Cường. Xin thành thật cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh lắm. Dạ. Và người đang thu hình đó là
Dũng. Dạ. Hồi xưa ở Sài Gòn là có cái tên là Dũng Long Biên á, tức là cái người mà đã làm cho Thanh Lan mê mệt ở Sài Gòn đó. Thanh Lan mà nữ ca sĩ Thanh Lan mà Thanh Lan rùi của mình á. Chưa qua đi kịp, chưa qua đây chắc cũng lộn xộn lắm à. Cũng vui lắm á. Cảm ơn anh Dũng, chị Dung. Dạ. J'ai réussi à voir avec Goldorak. Oh, tu n'as rien dit? Si, répète ce que tu as dit sur Actarus, allez! Papa, je suis pressé, oublie donc tout ce que j'ai dit. Lisa, je te somme de t'expliquer, reviens ici tout de suite!